Vợ Bùi Tiến Dũng sinh con được 2 tuần đã mặc đồ ngắn cũng khoe eo thon. Chị em suýt xoa khen ngợi thì ít, vào đọc toàn lời cảnh báo thì nhiều. Dù đang trong thời gian ở cữ và chăm con mọn, nhưng dường như Gianca, vợ thủ môn Bùi Tiến Dũng lại khá nhàn khi thỉnh thoảng khoe ảnh lên đồ đi chơi. Điển hình mới đây trên story Facebook, nàng Wangs đăng tải bức hình chụp trong thang máy cùng dòng chia sẻ bày tỏ sự phấn khích khi được diện những bộ cánh yêu thích mà không phải vác theo chiếc bụng bầu. Khoảnh khắc ghi lại, mẫu tay diện chiếc quần sắc ngắn màu xanh phía trên là chiếc áo dạng crop top. Chính trang phục hở bạo này giúp bà mẹ một con khoe trọn vóc dáng eo thon. Đến đây dân mạng bày tỏ xỉu lên xỉu xuống, bởi Gianca vừa sinh con được 2 tuần nhưng vòng eo lại thon gọn, dường như không có chút mỡ thừa. Điều này cũng dễ hiểu bởi suốt thời kỳ mang thai, vợ Bùi Tiến Dũng tăng cân khá ít, tay, chân, mặt đều khá thon gọn. Thời điểm kết hôn vào ngày 22 tháng 5 vừa qua, khi đó Gianca mang thai khoảng 3 tháng, cô vẫn tự tin đi giày cao gót, quay body trong ngày trọng đại cuộc đời. Suốt khoảng thời gian bầu bí, bà mẹ trẻ vẫn tích cực tham gia các buổi tiệc cùng bạn bè, vi vu khắp nơi cùng anh xã. Lần nào lên sóng cô cũng gây ấn tượng với gương mặt xinh đẹp. Bên cạnh nhiều lời khen ngợi về nhan sắc và body thì cũng không ít EDM ái ngại lo lắng của Gianca vì cô mới đẻ mổ nhưng không kiêng cữ. Điều này sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến sức khỏe của bà mẹ sau khi lâm bồn.